90% đại gia có tài sản cách xù đều sở hữu tướng mũi này. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, về mặt ngũ quan, mũi được coi là thẩm biện quan, thiên về phân biệt mùi vị. Trong bốn cơ quan thâu nạp ngoại vật vào con người, bao gồm hình ảnh, âm thanh, thực phẩm và mùi vị, thì mũi được mệnh danh là tế đậu, dòng sông có bến, nghĩa là mũi phải ngay thẳng, lỗ mũi thẳng và che lấp dòng sông đầy nước. Nếu sống mũi gãy, xẹp, lỗ mũi rộng, nhìn thấy rõ bên trong được thì ví như dòng sông cạn nước, nhìn rõ tới đáy. Còn về mặt chiêm tinh, thiên văn số mệnh thì mũi được đặt tên là thổ tinh, thiên về phúc, lộc và thọ. Khi con người bước tới lưu niên vận hạn về thổ tinh thì các điểm tốt về phúc, lộc, thọ sẽ hiện lên vô cùng rõ nét. Có thể thấy được qua tướng mũi của một người cũng có thể biết được cuộc đời, vận mệnh và tính cách của họ. Vậy những người vận mệnh giàu sang, phú quý thì sở hữu những tướng mũi như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Theo các chuyên gia nhân tướng học thì tướng mũi đại gia sẽ cần phải hội tụ những yếu tố cơ bản như sau. Thứ nhất, sống mũi phải thẳng, không cong vẹo hay gãy. Thứ hai, các bộ phận khác trên khuôn mặt như sơn căn, phần nằm giữa hai mắt và niên thượng, thọ thượng, phần nằm trên đỉnh mũi phải rõ ràng, sáng sủa. Ngoài ra, theo các chuyên gia nhân tướng học thì một tấm mũi đẹp với đầu mũi phải tròn, màu sắc tươi nhuận, cánh mũi dày dặn, lỗ mũi nhỏ hướng xuống dưới miệng, được cánh mũi che phủ sẽ mang tới nhiều vận may về tài lộc cho mệnh chủ, được đánh giá là tướng giàu sang, phú quý, đại cát, đại lợi. Có điều, không phải đại gia nào cũng sở hữu tướng mũi đẹp như vậy. Nhưng tại sao họ vẫn giàu có, tiền bạc chất như núi trong nhà? Đó là bởi xem tướng đại gia tùy nhìn vào mũi nhưng có nhiều tướng mũi khác nhau, dù xấu nhưng lại là kho tiền bạc của mệnh chủ. Điển hình như tướng mũi lân. Mũi lân còn được gọi là mũi sư tử. Người sở hữu tướng mũi này sẽ có sống mũi ngắn và hẹp, đầu mũi rất lớn và nhô ra phía trước, hai cánh mũi dày có hình dáng giống với mũi của sư tử. Đây là tướng của những người quyết đoán và mạnh mẽ. Họ thường rất may mắn trong việc đón đầu cơ hội hoạch tài, nắm bắt thời cơ để phất lên như diều gặp gió. Hễ thấy có khả năng kiếm tiền là họ sẽ có những quyết định nhanh chóng và chính xác, không để tiền bạc rơi vào túi người khác. Mũi xê rừng. Mũi xê rừng còn được gọi là củng tị. Tướng mũi này nổi bật với đường sống mũi dài, sống mũi hơi cong vòng và cao hơn đầu mũi, sống mũi và đầu mũi liền thành một khối. Tuy có vẻ không được đẹp, nhưng nếu kết hợp với khuôn mặt phúc hậu, gò má cân đối và cằm đầy đặn, thì đây chính là tướng đại gia, mệnh chủ không chỉ giàu có về tiền bạc mà còn có tình yêu thương bao la hay làm việc thiện. Mũi rồng. Mũi rồng có đặc điểm là sống mũi cao và thẳng, cánh mũi hơi rộng, đầu mũi tròn đều và lỗ mũi kín. Người sở hữu tướng mũi này vốn tính tình thẳng thắn, làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận. Ngoài ra, họ còn là người vô cùng hào phóng, biết giữ chữ tín và sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp, nên được nhiều người yêu quý. Bên cạnh đó, người có tướng mũi rồng thường là người học rộng, tài cao, thông minh, tài trí hơn người và rất giỏi giao tiếp. Đa số những người này gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc và dù có gặp phải khó khăn nào cũng đều được quý nhân giúp đỡ. Mũi hổ. Mũi hổ là tướng mũi hơi ngắn, bề ngang to, thân mũi cao, cho mũi tròn lớn, ngang hàng với cánh mũi bên phải và bên trái. Sơn căn là nơi cao nhất trên sống mũi, rộng rãi, bằng phẳng và không bị xô lệch. Đây là tướng mũi hiếm và người nào sở hữu tướng mũi này thì thường không chỉ có tài, có lộc mà còn có cả địa vị và tiếng nói trong xã hội. Nhờ vậy mà một đời ăn sung mặc sướng, không bao giờ phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Về tính cách, người có tướng mũi hổ này thường có ý chí mạnh mẽ, kiên cường, dứt khoát, dám nghĩ, dám làm,
không sợ khó khăn vất vả nên không sớm thì muộn, chắc chắn sẽ thành công, có chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, người có tướng mũi hổ rất giỏi che giấu tâm tình, thường không để lộ cảm xúc cá nhân, kể cả với những người thân thiết. Nhưng cũng chính vì vậy mà những kẻ muốn hãm hại họ rất khó nắm bắt được điểm yếu của người này. Tuy nhiên, những người có tướng mũi hổ lại thường rất khô khan, không giỏi bộc lộ cảm xúc nên đời sống cá nhân không phong phú, ít lãng mạn hơn so với người khác. Mũi sọc dừa. Mũi sọc dừa là tướng mũi thẳng dài đến xương căn, sống mũi cao và đầu mũi tròn trịa. Người sở hữu tướng mũi dừa thường có tính cách bộc trực, nhân hậu, thông minh, nhạy bén, giỏi tính toán và hòa đồng nên được nhiều người yêu quý. Cuộc sống của những người sở hữu tướng mũi dừa thường trải đầy hoa hồng, ít gặp phải sóng gió. Trong sự nghiệp, nhờ có quý nhân giúp đỡ mà mọi thứ luôn trở nên dễ dàng hơn. Từ đó mà gặt hái được nhiều thành công, tiền tài như nước chảy. Cuộc sống gia đình luôn hòa thuận, êm ấm, con cái chăm ngoan, mũi to. Không tự nhiên mà người xưa thường hay có câu, mũi to không lo chết đói. Điều này là do những người mũi to thường có đường tiền tài sáng lạn, có số làm quan và đạt được danh vọng, địa vị cao trong xã hội. Họ cũng là người sống có tình, có nghĩa, có trách nhiệm nên nhận được sự tin tưởng, kính trọng của nhiều người. Sau khi kết hôn, những người có tướng mũi to thường gặp nhiều may mắn, sự nghiệp hanh thông và có nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, những người có tướng mũi to thường chỉ thích làm chủ, đứng trên người khác và ít khi chịu thua kém với bất kỳ ai. Mũi thông thiên. Tướng mũi được xem là thông thiên khi sống mũi tròn về hai bên và thẳng tắp vào ấn đường. Nói cách khác, từ sống mũi đến đầu mũi là đường thẳng liên tục, sống mũi cao và thẳng. Người sở hữu tướng mũi thông thiên có trí tuệ hơn người. Nếu như người này có vẻ mặt đoan chính, gò má đầy đặn và dái tai dày thì là tướng đại phú, đại quý, sẽ giành được nhiều thành công trong cuộc sống, tiền bạc, công danh, sự nghiệp đều ở đỉnh cao. Mũi trâu. Mũi trâu là tướng mũi to, bè, hai cánh mũi to rõ ràng. Xem tướng khuôn mặt nếu đầy đặn và môi dày thì càng bổ sung thêm nét tướng đại gia, phát về đường kinh doanh buôn bán, làm kinh tế giỏi. Mũi túi mật treo. Nếu sở hữu tướng mũi túi mật thì xin chúc mừng bạn, vì đây chính là một trong nhiều tướng mũi giàu sang, có số phú quý bẩm sinh. Đặc điểm của dáng mũi này là đầu mũi tròn đầy, phần gốc mũi nằm ở hai đầu mắt, có sạm hơi hẹp, sống mũi cao dần và đến trong mũi thì tạo thành một cục tròn lớn, trông như túi mật treo. Ở trung vận, người có tướng mũi túi mật đường tiền tài thường không tốt lắm, chỉ đủ ăn, đủ tiêu. Nhưng một khi bước vào thời hậu vận, họ lại gặp được nhiều may mắn, tài lộc kéo đến ao ao. Cánh mũi phồng lên trông rất có lực. Nếu hai cánh mũi phồng lên trông rất có lực là dấu hiệu cho thấy chủ nhân có sức hút rất lớn, lại sở hữu tấm lòng bao dung, độ lượng. Nếu cánh mũi to nhưng mỏng thì là biểu hiện của những cô nàng làm việc chu đáo, cẩn trọng nhưng tính tình có phần lạnh lùng, nghiêm khắc. Nếu cánh mũi phồng lên và hơi mở rộng thì chủ nhân thuộc tiếp mạnh mẽ, có thể tay trắng lập nghiệp và khá thành công ở một phương diện nhất định nào đó, tài lộc cũng đạt được ở mức độ nhất định. Lỗ mũi nở to, sống mũi bằng và nhỏ. Đây là tướng mũi của những cô nàng nên được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vì vượng phu, ích tử. Những nàng này thường biết tự lực trong cuộc sống nhưng cũng biết san sẻ với mọi người xung quanh. Chữ ích kỷ hay vô tâm sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của các nàng sở hữu tướng mũi này. Cánh mũi tròn đầy, nhiều thịt, theo nhân tướng học, những cô nàng có tướng cánh mũi to, dày, nhiều thịt, vùng da mũi mịn, sắc khí tốt, là người có tài ăn nói khéo léo, các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Những người này không những sớm bộc lộ tài năng, phát triển sự nghiệp mà cơ hội tài lộc cũng sẽ đến với họ rất nhiều. Thêm nữa, đây là tuyếp người có khả năng quản lý tài chính rất giỏi. Không khó để gặt hái được thành công trên con đường làm giàu. Quý vị thân mến, trong phần đầu tiên của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát đã giới thiệu về những tướng mũi giàu sang, phú quý. Nếu quý vị và các bạn có may mắn sở hữu tướng mũi như trên, thì kênh Phong Thủy Gia Cát xin được chúc mừng quý vị. Hãy cứ sống an nhiên, rồi mọi thứ may mắn sẽ đến với các bạn. Tuy vậy, có giàu thì cũng có nghèo. Sang phần tiếp theo, kênh Phong Thủy Gia Cát xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn những tướng mũi nghèo khổ, cuộc sống vất vả, gặp nhiều khó khăn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tướng mũi nhỏ.
những người sở hữu tiểu mũi nhỏ thường có xu hướng phù hợp hơn với những công việc lặp đi lặp lại một cách hệ thống và quy tắc. Những người tiểu mũi nhỏ khó phát triển được đường tài lộc mà chỉ có thể có cuộc sống bình thường. Tướng mũi khoằm. Những người sở hữu tướng mũi khoằm có đặc điểm rất dễ nhận biết. Đó là tướng mũi có dạng như chiếc móc câu, sống mũi cao như phần đầu chóp mũi nhọn và quặp xuống như mỏ quạ. Những người sở hữu tướng mũi này thường có tính cách khá tham vọng và có phần nhỏ nhen, âm mưu, tính toán trong nhiều vấn đề của cuộc sống. Những người sở hữu tướng mũi khoằm thường sẽ gặp nhiều xui xẻo trong cuộc sống, đời ít khi may mắn, hạnh phúc. Tướng mũi hách. Người sở hữu tướng mũi hách là người có trụ mũi và lỗ mũi lộ rõ và hơi hướng lên trên. Trong tính cách, những người có kiểu mũi này rất dễ tin người nên khó thành công trong công việc. Thế nhưng, trong vận mệnh thì họ thường có cuộc sống khá khó khăn và lận đận, cuộc sống khó lòng, phát triển sau có. Tướng mũi tẹt. Những người sở hữu tướng mũi tẹt thường là những người gặp cuộc sống khó khăn, vất vả, khó thành công trong sự nghiệp, hôn nhân cũng trắc trở. Tuy nhiên, nếu người sở hữu tướng mũi này không tạo được điểm nhấn cho gương mặt, không thanh thoát và cao sang, nên trong cuộc sống họ gặp nhiều khó khăn, nghèo khổ. Tướng mũi lệch. Tướng mũi này thường rất xấu, đàn ông hay phụ nữ có tướng mũi này thường gặp tình trạng sức khỏe không tốt. Còn về tài chính thì luôn gặp nhiều khó khăn, túng thiếu. Những người có tướng mũi lệch thường khác với người thân, nhất là mẹ nếu sống lệch về bên phải. Ngược lại, nếu sống mũi lệch về bên trái thì khác bố. Tướng mũi thấp là mũi có sống khá thấp so với phần giữa hai mắt. Những người có sống mũi thường mắc phải bệnh tật và đau ốm. Tiền của bị tiêu pha vào việc điều trị, sức khỏe không có nên nguồn thu nhập không có nhiều, cuộc sống vất vả, thiếu thốn, không suôn sẻ. Tướng mũi nhọn. Người có tướng mũi nhọn thì rơi vào sát phu, người này dễ vướng vào tình cảnh sinh ly tử biệt, khắc người thân. Chính vì thế, cuộc sống hôn nhân thường không như mong muốn, phải chịu cuộc đời sống cô đơn, lẻ bóng. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.